Rồi. Bạch Đại Đức cho con hỏi làm thế nào để mình chia phước cho một ai đó như tích truyện Pháp Cú 382. Thứ nhất á, là mình phải làm phước thì mới có phước để mà chia. Cái thứ hai là khi mình nói lên lời chia phước á, đối tượng nhận phải là đối tượng có khả năng nhận phước hồi hướng, tức là nhận cái phước chia đó. Và cái thứ ba là đối tượng là người có, là đối tượng có khả năng nhận nha. Và cái thứ ba là đối tượng đó biết tới và nhận được. Sư lấy ví dụ như bây giờ sư có một cái ly nước nè. Bây giờ sư mời một người nào đó ở trong cái phòng này, thì vị đó có thể tới đây và uống nước. Nhưng mà nếu như bây giờ sư mời một cái người, ví dụ như một cái chú mà bây giờ chú chưa có về đi, sư mở miệng sư mời mà chú chưa về thì làm sao chú uống được. Cho nên á, là nó thỏa mãn những điều kiện sau. Thứ nhất là mình phải tạo phước, và cái thứ hai là mình có lời mời. Thứ ba là đối tượng, là đối tượng có khả năng hưởng phước. Và thứ tư là đối tượng đó có mặt ở đó, biết được để mà thọ nhận. Thì như vậy là mình mới có thể chia phước ha. Còn làm sao để chia phước thì miễn làm sao cái chủ ý của mình á, là mình chia phước cho họ. Ví dụ như mình nói một cách đơn giản ha, cái phước tôi chia cho anh. Hoặc là như vua Bimbisara, nhà vua chỉ nói là phước này thuộc về quyến thuộc của tôi. Thời nay mình hồi hướng nó, sư nói hơi kỳ, nó hơi tràn gian đại hải. Vì phước căn tôi đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên. Thì nó hay thì hay đó, nhưng mà nói thiệt là nó hơi dài. Mình hồi hướng xong cũng hết 5 phút rồi, 5 phút hay 10 phút rồi. Trong khi đó vua Bimbisara ông nói câu rất đơn giản: phước này thuộc về quyến thuộc của tôi, xong chuyện. Cho nên là quan trọng là cái chủ ý của mình thôi ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.